Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Hết Hồng Đức Sóc Trăng nha. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về tất cả những chương trình của dòng xe WinX 2022 tại cửa hàng bên mình nha các bạn. Thì như các bạn đã biết rồi, cửa hàng bên mình hiện tại đang có chương trình là khi mà các bạn mua xe dòng xe WinX các bạn sẽ được tặng nón bảo hiểm full face như thế này nha các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn sẽ được nhận quà tặng, là bạn sẽ được chọn một trong hai phần quà như sau. Thứ nhất là mình sẽ được chọn là loa Bluetooth JBL chính hãng nha các bạn, quà tặng rất là giá trị. Mình sẽ được, có thể là mình chọn bên này cũng được, là Galaxy Samsung Galaxy A13 thì mình có dễ dàng lựa chọn hơn. Rồi thì ngoài ra thì còn có rất là nhiều quà tặng luôn, cho nên mình mời các bạn mình xem clip thì Nhuận sẽ tư vấn rõ tất tần tật cái những chương khuyến mãi giảm giá tại cửa hàng mình nha các bạn. Rồi thì mời các bạn mình xem xe nha. Thì đầu tiên là trên màn hình các bạn đang xem chính là một dòng WinX. Phiên bản này là phiên bản của V2 nha các bạn. Thì ở phiên bản V2 này thì các bạn cũng đã biết rồi, thì hiện tại cửa hàng bên mình là còn rất là nhiều ở phiên bản này. Thì nếu như các bạn mình đã có đam mê dòng xe WinX ở phiên bản đời trước thì có thể là đến ngay cửa hàng bên mình để lựa chọn dòng xe cho em nói nha. Thì nhưng mà chủ đề chính là dòng xe WinX V3 đây nha các bạn. Rồi thì khi các bạn mua xe trong điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng ưu đãi lên đến là 13 triệu đồng nha các bạn. Đây, ưu đãi 13 triệu đồng đó. Thì các bạn sẽ được đầu tiên là các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng, thì mình có tỷ lệ may mắn, thì tỷ lệ may mắn mình có thể là may mắn hơn thì mình có thể là trúng cái dòng CB 300 R, hoặc là giải nhì thì Honda CB 150 R, quà tặng rất là giá trị luôn nha các bạn. Khi các bạn mua xe thì các mình cửa hàng của mình sẽ tặng cho các bạn cái phiếu bốc thăm dự thưởng nha. Thì thời gian bốc thăm thì dự thưởng thì cửa hàng sẽ thông báo cho các bạn để mình có thể là đúng giờ để có thể là bốc thăm. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình sẽ lựa chọn là nón bảo hiểm. Thì như đã đầu clip thì Nhuận đã nói cho các bạn rồi, thì nón bảo hiểm là full face luôn nha các bạn, rất là có giá trị luôn. Thì nón bảo hiểm này khi các bạn mình đi vào những cái cung đường xa, mình có thể đội nón này lên thì nó sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Và mình có thể là lựa chọn một trong hai phần quà. Thứ nhất là loa Bluetooth JBL Jack 4. Cái thứ hai mình có thể lựa chọn một trong hai phần quà, loa hoặc là điện thoại Samsung Galaxy A13, rất là đẹp nha các bạn. Rồi thì màu trên kế tiếp là các bạn thấy mình sẽ quay cái màu sơn cho các bạn xem ha. Thì đây là một dòng V3 được cửa hàng bên mình sơn độ lại. Thì ưu điểm của cái dòng độ này các bạn là nó sẽ không bị trùng màu với bên ngoài. Ví dụ như là các bạn mình thích những dòng xe mình những khác biệt bên ngoài, hoặc là đó một điểm nhấn cho các bạn thì có thể là lựa chọn những phiên bản này, nó sẽ không bị trùng màu. Và đồng thời các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành bên cửa hàng bên mình lên đến là 3 năm luôn nha các bạn. Đó thì màu sơn rất là đẹp. Thì đối với các bạn nào mình thích những cái phiên bản màu riêng biệt, hoặc là đối với các bạn nào thích chơi xe theo những dòng là phong thủy thì nói chung là mình có thể là lựa chọn những phiên bản màu khác biệt và nó phù hợp với bên mình luôn, phù hợp với các mạng mình đó các bạn. Rồi ví dụ như các bạn mình có thích những màu như thế nào, và các bạn mình không biết là mình đang mạng gì và hợp với mạng gì thì các bạn có thể là comment dưới phần bình luận đi, thì cửa hàng bên mình sẽ tư vấn cho các bạn thêm ha. Thì các bạn tư vấn đơn giản thôi, tên mình và số điện thoại, hoặc là mình có thể là comment năm sinh của mình cũng được, thì cửa hàng mình sẽ tư vấn cho các bạn, thì các bạn để hỗ trợ cho các bạn có thể là lựa chọn màu ha. Rồi kế tiếp là cái phiên bản này chính là phiên bản màu đỏ đen nha các bạn. Thì như các bạn đã biết là phiên bản màu đỏ đen thì ở cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó có cái một phiên bản màu đỏ đen nhưng mà nó không có IPS. Còn ở phiên bản này thì cửa hàng bên mình sẽ đồ lại cho các bạn ha. Đây là phiên bản có IPS luôn. Đây. Thì ở cái phiên bản có IPS này thì cái công dụng rất là tốt cho các bạn luôn. Thì các bạn, đối với các bạn nào mình đã đam mê dòng xe WinX thì các bạn đã biết công dụng của dòng IPS này rồi. Thì nó sẽ chống trơn trượt khi mà các bạn mình có lưu thông trên đường mà lỡ mình có thắng gấp thì đối với dòng IPS này nó sẽ chống dừng hợp trơn trượt, và nó sẽ đem lại sự an toàn tuyệt đối hơn cho các bạn luôn nha. Rồi thì đây là cái phiên bản màu đỏ đen. Thì các bạn thấy ở những cái điểm cái dòng này là có một cái điểm nhấn cho các bạn thấy là những cái tem sơn như thế này, là cửa hàng bên mình sẽ đấu tem cho các bạn luôn nha. Đây, vì dòng xe là WinX ha. Rồi ở đây có một cái tem là 150, và ở những cái phần dưới các bạn thấy nó có những cái đường viền. Đây có những đường viền cũng như là cái bộ bộ tem Honda cờ logo cánh chim thì rất là quen thuộc các bạn ha. Đây là thương hiệu chính hãng của Honda. Và ở phần dưới thì có những cái tem rất là nhiều luôn, 150 ở phần trên, và phần dưới nó có những cái đánh dấu của những cái chữ X rất là nhiều luôn. Thì dòng xe WinX thì cho nó đánh dấu chữ X thì nói chung nó là rất là phiên bản rất là mạnh mẽ và thể thao cho dòng xe WinX ha. Rồi thì đầu trong clip ngày hôm nay là Nhuận sẽ cập nhật giá trước cho các bạn trước nha. Thì đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Thì như các bạn đã biết rồi, phiên bản tiêu chuẩn là những cái phiên bản không có IPS cũng như là không có cổng sạc. Thì nó có những màu sơn, ví dụ như là màu trắng nè, đỏ nè, phiên bản màu đen nè,
Thì những phiên bản này giá hiện tại bên cửa hàng mình sau trừ giảm giá cho các bạn á là 40.990.000. Kế tiếp là phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt á, là các bạn thấy đây trên màn hình các bạn đang xem chính là phiên bản đặc biệt ha. Là phiên bản này là phiên bản màu bạc đen ha, phiên bản đặc biệt bạc đen nè, đỏ đen nè, đen nhám là đen vàng đồng đó. Đó là những phiên bản gốc của Honda. Thì những phiên bản này giá tại cửa hàng bên mình là 44.990.000. Và cuối cùng là phiên bản thể thao. Thì phiên bản thể thao á, là phiên bản nó giống như cái phiên bản của đời trước 2021 á, là phiên bản HRC. Thì ở phiên bản này á, là nó gọi các bạn thấy là giống như phiên bản của HRC. Thì các bạn hay gọi bên cửa hàng mình hỏi về phiên bản này rất là nhiều luôn. Thì lý do đơn giản là những cái hết khách á, là đang thiếu hụt cái dòng xe này. Thì các bạn có thể là mình thích dòng này, có thể là đến ngay cửa hàng bên mình để có thể là lựa chọn em nói nha các bạn. Thì ở phiên bản này giá hiện tại bên cửa hàng mình sau trừ khuyến mãi thì còn lại là 45.490.000 nha các bạn. Thì Nhuận sẽ chia sẻ thêm một các bạn một cái chương trình nữa, thì đó chính là cái một chương trình giảm giá cho các bạn đang là học sinh sinh viên. Thì ở chương trình này á, là cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn đang là sinh viên hoặc là học sinh đại học lớp 12 và sinh viên các bạn đang là hệ là trung cấp cao đẳng đại học, thì các bạn sẽ được giảm giá thêm là 700.000 trừ thẳng trên giá. Đó là chương trình khuyến mãi rất là tốt cho các bạn luôn. Vì ví dụ như là cha mình đứng tên vẫn được giảm giá đó các bạn. Và đồng thời các bạn sẽ được tặng một cái ba lô cao cấp của Hồng Đức luôn nha các bạn. Đây, để Nhuận sẽ cho các bạn xem cái ba lô ha. Đó, các bạn thấy là ba lô nhìn thấy nó rất là lớn ha. Và nó có thể là bạn có thể là để đồ rất là nhiều ở trong đây. Thì ba lô này ba lô cao cấp cho nên khi các bạn nhập trường á, thì ba lô này cũng là rất là hữu ích cho các bạn. Rồi, thì Nhuận sẽ chia sẻ thêm một cái chương trình nữa, chính là cái chương trình là thu xe cũ đổi xe mới. Thì chương trình này á, thì ở những cái clip của Hồng Đức bên mình là đã thông tin cho các bạn rất là nhiều rồi, nhưng mà thì Nhuận sẽ cũng nói thêm cho các bạn luôn. Thì có nghĩa là đối với các bạn nào mình mới ghé cái kênh của Hồng Đức bên mình á, thì Nhuận sẽ nói luôn cái chương trình này ha. Thì chương trình này khi các bạn mua xe, mình có những dòng xe đời trước mình không sử dụng, ví dụ như là xe khác hãng cũng được, ví dụ như xe 50 nè, rồi xe Suzuki Yamaha chẳng hạn vân vân, thì cửa hàng bên mình vẫn thu bình thường và các bạn sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng trừ thẳng danh giá nếu như các bạn có nhu cầu mình đổi xe luôn nha các bạn. Đó, thì tổng hợp nãy là chương trình rất là nhiều, ưu đãi 13 triệu đồng nè, rồi chương trình học sinh sinh viên giảm giá 700.000 đó, rồi kế tiếp á, là chương trình thu cũ đổi mới giảm giá là 1 triệu đồng nha các bạn. Đó là chương trình rất là nhiều, tại vì các bạn á thì chỉ quan tâm vấn đề là nhờ cửa hàng mình báo giá thôi, nhưng mà các bạn có thể là khi báo giá xong á, thì có những cái chương trình khuyến mãi rất là nhiều để các bạn có thể hưởng chương trình giảm giá, nhưng mà các bạn chỉ lướt qua cái phần đó, các bạn để ý giá xong lướt bỏ, thì có những cái phần giảm giá rất là nhiều mà mình không được hưởng, thì các bạn nên là xem hết clip nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là cái chương trình trả góp cho các bạn mua xe dành các bạn thích trả góp ha. Thì đó với chương trình này là duy nhất tại cửa hàng Hồng Đức 10 mình mới có nha các bạn. Có nghĩa là khi các bạn mua xe Winix á, nếu các bạn mua trả góp á, thì ở tất cả nhãn cửa hàng hiện tại đều có lãi suất, thì dao động lãi suất tầm khoảng cỡ 1.55 cho đến là 3 chấm, rất là nhiều. Có những cửa hàng cao hơn thì lãi suất rất là cao. Tuy nhiên á, thì các bạn muốn mua xe thì không có lãi luôn á, thì có thể là đến ngay cửa hàng bên mình để hưởng cái chương trình là 0% lãi suất. Các bạn chỉ cần trả là 30% là được thôi các bạn. Thì giá xe thì Nhuận đã tính cho các bạn, tạm tính cho các bạn ha. Thì giá xe hiện tại là 40.990.000, thì các bạn chỉ cần trả trước là 12.300.000, là đã tương đương là 30% đó các bạn. Thì có những mốc ví dụ như là 12 tháng thì mỗi tháng mình đóng á, là 2.535.000, 15 tháng là 2.030.000, 18 tháng là 1.694.000, và cuối cùng là 24 tháng là mỗi tháng mình cần phải đóng là 1.274.000. Thì đó là những cái mốc để các bạn hưởng là chương trình 0% lãi suất. Và ví dụ như các bạn nào thích mua xe cái chương trình trả góp mà các bạn không đủ khả năng, có như là không đủ tài chính á, thì cái chương trình trả 30% thì mình có thể là trả ngắn hơn 10%, 20%, thì cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn cái lãi rất là thấp, là 0.9%, 0.99 thôi, đó chưa được 1 chấm nữa. Cho nên nó là chi tiết như thế nào á, thì các bạn mình có nhu cầu thì các bạn cứ việc comment phần bên dưới, thì sẽ có nhân viên bên mình hỗ trợ tư vấn cho các bạn, thì có thể là tư vấn qua Zalo cũng được luôn. Thì số Zalo của Nhuận là 0964 234 878 để có thể là hỗ trợ cho bạn. Các bạn có thể là gọi trực tiếp qua Zalo cũng như là để lại số điện thoại cái phần comment, thì cửa hàng sẽ tư vấn cho các bạn luôn ha. Thì Nhuận sẽ kết thúc clip ở đây cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy clip của cửa hàng bên mình hay và bổ ích, cập nhật chương trình khuyến mãi thường xuyên cho các bạn, thì có thể là để một lượt đăng ký ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.